Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đến với kênh đồng hồ Đỗ Quốc. Và trong clip này em lên cho anh em mình tập khoảng 20 con nha. Trong này thì có to, nhỏ, cơ pin gì đầy đủ nha anh em. Hôm nay thì em sẽ lên sale nè. Lô này thì em sale lên cái giá cũng khá tốt. Để em về hàng mới nha. Thì anh em mình tranh thủ mua được cái gì thì anh em mình mua nha. Rồi, cũng như các clip trước thôi. Em lên em sẽ ghi mã về đánh dấu lên từng con nha. Đầu tiên lên cho anh em mình con này nè, Gogu. Con này dán vuông nha anh em. Gogu Italy dán vuông, và con này sản xuất tại Nhật. Máy to nha anh em. Còn khá là mới nha, con này dây là dây bun tráp nè. Tất cả đều là dinh nguyên hết, đó. Dây bò sáp, Gogu Italy. Đây, khóa dinh. Con này dòng 6 kim Chronograph nè. Một lịch lịch lọc ở góc 6 giờ, lịch ngày. Full đen, size của nó là 40 anh em. Size ngang 40 thì tương đương size 45 46 tròn á. Con này dành cho nam tay to nha, anh em to lên tay nè. Anh em thấy không? Đó, tay em 16 lên thì nó có chút xíu thôi. Tay này phải 18 cho lên nha anh em. Đó, tay 18 19 đeo thì ok. 17 năm cũng được. Đó, nói chung là tay to xíu. Rồi con này mã số 1 nha. Độc lạ nè anh em. Riêng cái dây không phải là đủ tiền đó. Dây bun tráp. Dây rất đẹp luôn. Con này mã số 1 giá 1 triệu nha. Đó, mã số 1 giá 1 triệu. Để ghi giá cho luôn. Mã 1 nè. 1.0. Rồi, mã 1 1.0. Lô này em sale anh em tranh thủ mình mua nha. Để em lên lô mới đó. Rồi, tiếp theo lên cho anh em mình con này. Con này cũng là của Italy nè. Nhưng mà máy là máy Nhật vậy nè. Con này một ô lồ tim khá đẹp luôn. Đó. Thì rất là mượt. Đi tới đây. Thương hiệu gì Savatoro Italy gì đó. 3 ATM. Con này cơ tự động nha. Cơ tự động có hỗ trợ lên dây. Đấy không? Đem lên dây cho coi có. Có hỗ trợ lên dây nha nè. Con này hơi cơ tự động có hỗ trợ lên dây. Kim nông xanh rất đẹp luôn, vỏ thép, vỏ inox. Đó, vỏ thép. Này có một nút chọc vô chắc chỉnh bên này, chỉnh ngày thứ gì hay gì đó. Bấm nó nhảy cái này, không biết cái gì ta. Rồi con này cũng là form, thùng rượu nè. Form oval á, form thùng rượu rất đẹp luôn, size ngang 37. Dài 40-50, đó, ngang 37 và 50, con này cũng dành cho nam tay to luôn nha. Đây, để lên tay cho anh em coi nè. Con này cái này thì tay nhỏ khỏi đeo nha. Tay 17 năm cho lên là đeo là ok, 17 năm đến 19. Đó. Ký thì không có chân ký nha anh em, tại vì có nhiều người số ký nó khác nhau. Ví dụ như có nhiều anh 60-70 ký nhưng mà mấy anh nó thuộc dạng cao. Cao thì tay nó vẫn nhỏ. Còn ví dụ như mấy anh mà 60-70 ký nhưng mà thấp thì tay nó vẫn to, nên thành ra tính theo số ký nó sẽ không có chuẩn. Thì mình cứ tính là đo cổ tay á, đo cổ tay từ 17 năm cho tới 19 là đeo là phù hợp. Còn nào mà tay nhỏ mà vẫn thích đeo to thì vẫn cứ đeo được, tùy thôi. Đó là tùy gu và tùy sở thích mỗi người. Rồi, con này mã số 2 1 triệu rưỡi nha. Máy móc em canh chỉnh hết rồi, chạy rất là chuẩn giờ nha. Con này cơ tự động hỗ trợ lên dây, nhiều tính năng. Một ô lồ tim cực đẹp, độ mới cao, mới 9%. Đó. Về chỉ việc đeo thôi nha anh em, khỏi lăn tăn suy nghĩ gì hết. Rồi mã số 2. Rồi mã số 2. Rồi trước bán cũ 8, bây giờ sale vòng cũ rưỡi cho anh em đó. Chốt cho lẹ nha, để em lên hàng mới nha. Rất là mới luôn. Mấy con này đẹp như cái này mà không mua là tiếc đó. Đẹp lên keng, mới keng luôn, cơ tự động chạy chuẩn lắm. Con này nó tích code cũng rất trâu như này. Bữa em test là tích code phải tầm khoảng 40 tiếng. Tích code trâu lắm. Rồi tiếp theo mã số 3. Số 3 là một con Akmani. Con này máy pin nha nè, máy pin Nhật. Akmani là thương hiệu của Ý, thương hiệu thời trang của Ý. Và nó gia công và sản xuất tại Nhật. Đó, thì nó sử dụng máy pin của Nhật. Máy cũng rất là to. Thường thường ví dụ như mấy con mà hàng bình dân á, thì cái máy nó chút xíu như này thôi. Đó, nó là máy nhỏ, xong nó làm cái khung trắng to. Còn mấy con này là hàng, cũng thuộc dạng là hàng chất lượng, hàng cao cấp. Nên máy nó to, tráng mắt cái máy luôn. Máy rất là to. Chỉ có mở ra thay pin để biết thôi. Đó, cũng 6 game nhưng nó tùy nha.
tùy dòng nha, máy to máy nhỏ nó khác nhau nha anh em. Con này thì dây thép đúc đặc, dây zin luôn. Đó, dây tay còn rộng đủ tay 18 nha. Con này cũng dán tăng nè. Tay rộng tay 18 thoải mái. 6 kim, mặt hai lòng, cặp la mã. Zin nguyên bản. Đó. Rất đẹp luôn. Size ngang 37 nè, size ngang 37, size dọc là 48 cả càng. Đó, 37 48. Con này thì tay em lên tay coi. Con này thì tay từ 17 cho tới 18 nha. Đó. 16 năm cũng được. Nếu anh nào thích đeo to thì có thể đeo 16 năm cũng được, tại vì cái càng nó cũng không có dài. Nên nó cũng khá là ôm tay nè, đó. Tay từ 16 năm cho tới 18 mà đeo ok nha. Rồi con này mã số 3. Con này mã số 3. Con này hôm nay em sale cho anh em mình 1 triệu nha, 1 triệu trắng nè. 1,0. Giá rất là hời nha anh em. Đó. Giá này siêu hời luôn, Armani thương hiệu rất là nổi tiếng về thời trang của Ý. Đó. Hàng rất là đẹp, rất là mới. Anh em đeo chán bán lại có lời là bình thường luôn á. Cái này là em nói chân tình nha. Rồi tiếp theo lên cho anh em một con AK. Con này là Seiko nha anh em, AK Alpha Seiko. Đó, con này là của Seiko. Con này mặt là mặt của nó là mặt con cú nha. Anh em có thể nhìn thấy nè. Hai cái tai nè. Cái mũi nè, mắt nè. Cái này là giống như cái miệng nè, đó, trên này là có điểm nhấn là một ô lịch lịch ở góc 12 giờ định ngày. Dòng chronograph chống nước 100m. Có tính năng bấm giờ thể thao nè, nè, đó. Chronograph thì bấm giờ thể thao nè. Dần, cái này là bên này là reset nha. Đó, reset lại về không. Rất đẹp luôn. Con này là thuộc dạng hàng độc nè, hàng độc hàng đẹp nha anh em. Đó, dây của nó đây, dây có zin. Bộ dây thiết kế cũng quá đẹp. Đây, AK Alpha. Size này size ngang tầm khoảng 40 nha anh em. Còn khá là mới nè. Size ngang 40. Đó, đo là đo điểm to nhất là 45. Con này nó vừa đẹp vừa độc. Đeo cũng khá là sang luôn, gần như là đeo khó đụng hàng luôn. Anh em lên tay nè. Đó. Con này tay từ 17 đến 18 nha. Đó. 16 năm đeo cũng được, tại tay em 16 thì đeo nó cũng không có to lắm. Đó, từ 16 năm cho tới 18 mà đeo phù hợp nè. Đeo mấy con này là đảm bảo anh em là hàng độc lạ không đụng hàng. AK Alpha Seiko. Dòng này anh em có thể lên check giá trên thị trường, giá bán cũng rất là cao nha. Tại vì nó là hàng vintage mà hàng này thì ngày xưa nó sản xuất số lượng rất là ít nên không còn nhiều. Đa phần ví dụ như cũng có một vài người bán nhưng mà tình trạng nó nát nát chứ nó không có được đẹp như này đâu. Nát nát người ta bán cũng vài ba triệu rồi. Vì con này khá hiếm luôn. Lúc mà nó sản xuất thì cũng rất là ít. Đó. Vỏ rất đẹp nè. Thấy chưa? Thấy đồ mới chưa? Mua hàng vintage mua được những con mới như này cũng không có nhiều đâu anh em. Rồi con này để cho anh em với giá là giao lưu với anh em với giá 2 triệu nha, mã số 4. Con này em tính để sưu tầm, anh này lên giao lưu luôn. Mã số 4 nè. 2 triệu nè. Đó. Con này quá đẹp. Trời mặt con cú nè. Nhà bác học của mèo. Trước anh nào có mua con em một con xanh ta. Anh nào mua con xanh rồi mua luôn con này đi cho nó đủ cặp đi. Trước em cũng có một con màu xanh cái y chang này luôn. Bán cho anh nào cũng mất tiêu rồi. Lúc đầu năm thôi chứ không có xa lắm. Rồi mã số 5. Số 5 là một con Armani nha anh em. Con này dán tròn. Anh em coi Armani thiết kế này. Con này tròn to mà nó thiết kế cái chân càng cong cong. Đều khá là ôm tay nha. Lên tay cho anh em coi nè. Đó, con này thì nó thiết kế cong cong mà tại tay em nó nhỏ quá. Nó đeo nó bị dư, nó lòi càng ra. Chứ tay con này anh em tay 17, 18 mà đeo rất đẹp luôn. Anh em thấy không, thiết kế càng nó cong ôm tay. Quá đỉnh luôn á. Thép thì thép xước nè, còn nguyên vẹn nè, rất là mới luôn. Em thấy không? Vết xước không có luôn. Thép là thép mờ nha. Thép đánh mờ, rất là mới. Đúng logo đầy đủ hết. Đây, đít đây, Armani. 6 kim nha nè. 6 kim một lần ngày gấp 4 giờ. Đó. Size 40. Chắc hơn á, size 43 lận. Anh em nhìn kỹ này, size 43 lận nha. Cái gì lên tay em nó to. Size 43, 6 kim, rất là mới luôn, Armani. Đó, anh em mà đam mê, ví dụ như anh đam mê thời trang Ý á, thích mặc kiểu như đồ
đồ jean rồi đó, đồ jean hay là nón mũ rồi đai lưng ví rồi đó, là anh em sẽ gặp cái thương hiệu này rất là nhiều. Armani, thương hiệu thời trang cao cấp rất là nổi tiếng. Và cái tầm mà những người mà thích đeo Armani thì cái độ tuổi cũng cao chứ không có trẻ, độ tuổi tầm khoảng 40-50 trở lên đó, thì rất thích thương hiệu này. Đồ jean của nó là rất là chất lượng, rất là thời trang, đồ jean thắt lưng jean nịt này nọ rất là nổi tiếng trên thế giới luôn. Rồi ở trong thương hiệu thì anh em tự lên Google anh em tự tìm nha, còn em thì em chỉ bán đồng hồ thôi đó. Mã số 5, con này để cho anh em mình giá 1 triệu nha đó. Ngon bổ rẻ chất lượng, thương hiệu nổi tiếng nữa. Mấy con này anh em về phối với quần jean quần bò đó, quần jean quần hộp quần kaki đó, quần bò đó là cực thời trang luôn nha, nhìn vô là thấy sang rồi đó, đúng chắc luôn. Nhiều khi anh em có tiền nhưng mà anh em không biết mặc đồ, không biết phối thời trang thì mặc lên người cái áo vài triệu nó cũng không có sang được, nhưng mà chỉ cần anh em để ý chút về thời trang thôi, anh em biết cách kết hợp là nó sẽ sang trọng như bình thường nha, nhìn vô nó khác người lắm. Rồi tiếp theo là con Ritmo nè, Ritmo Latino Milano, con này là thương hiệu Milano, cũng là thương hiệu nổi tiếng của Italia luôn, của Ý đó, mình gọi tắt của Ý thôi, khỏi Italy gì cho nó mệt dài dòng. Con này thiết kế cực đẹp nha, kính cầu lồi nè đó, kính lồi một cục luôn, rất dày đó, con này kính này đem đi quấn lộn cũng được nữa, rất dày luôn. Mặt đen như này, mặt đen thiết kế thì một ô lịch ngọc gấp 6 giờ, lịch ngày gấp 6 giờ. Switch mat nè, con này sử dụng máy Thụy Sĩ nha, máy V8 Thụy Sĩ, switch mat gấp 6 giờ nè. Đó, máy Thụy Sĩ, sản xuất tại Thụy Sĩ. Đây, tích của nó đây. Ritmo Latino Milano. Switch mat. Dây thì máy dây da bò màu đen, máy thủ công nha anh em. Đó, khó zin. Đây, khó zin logo. Size con này size 40 nha. Đó, size 40. Nếu mà đo cả nấm luôn là nó rơi vào tầm 43, 44. Đó, đo nấm luôn là 43. Con này tay 17, 18. Tay nhỏ thì tay 16 thì đeo không biết được không ta. Lên tay được coi. Tay 16 hơi nhỏ, thôi tay 16 năm đi, 16 năm trở lên đi. Tay 16 năm trở lên đến 18 mà đeo được. Đó, con này tôi đeo cũng thuộc dạng là hàng độc lạ nè. Rồi, clip này hôm nay em sale cho anh em con này luôn, sale lỗ tục quần luôn. Anh em lưu ý là giá sale thì không có fix nữa nha anh em, cho nên em khỏi vô trả giá mắc công nha, em nói trước nha. 245 mã số 6. Rồi con này 1,5 triệu nha. Giá sale là gần như là em cũng không có lợi nhuận, là lỗ, có khi là lỗ trong này rồi, nên anh em mua khỏi trả giá nữa. Anh em cũng nói rõ ràng trên clip luôn, anh em đỡ bắt lòng nhau. Rồi, mã số 6 1,5 triệu. Tại vì anh em có trả giá hay có kỳ kèo thêm 100-200 thì em cũng không bán đâu, tại vì em xác định là sale là em đã từ hòa tới lỗ rồi chứ không có lời. Rồi giá này nhiều khi xả ra cho lái lúc nào cũng được hết. Cho anh em mua lẻ về dùng và ngang với giá mấy người mua bán luôn thì anh em biết rồi, giá quá lời rồi. Rồi tiếp theo lên cho em mình con này Seiko, dòng radio control wave. Con này thì nó chỉnh giờ bằng sóng radio nha anh em. Nhưng mà con này em chỉnh giờ cho anh em rồi, chỉnh giờ hết rồi, anh em về chỉ việc sử dụng thôi. Anh em về phải mò lại nha. Đó, đang chạy đúng giờ luôn, 10:29. Đây, 10:29 này. Thấy chưa? Vỏ là titan nha. Con này vỏ titan dáng mỏng, size to, size khoảng 38, size 39. Con này dáng mỏng nè, 8 ly. Đó, dáng này cũng khá đẹp luôn, khá phù hợp. Mít trên đây đó, thì 9 giờ Made in Japan Titanium, Made in Japan Radio Control Wave. Con này khó zin nha nè, dây thì thay mới nhưng mà khó là khó zin, vẫn giữ lại được cái khó nè. Đây, khó Seiko cũng là khó titan luôn. Khó gập đó, khó này gọi là, người ta gọi là khó gập, khó thông minh đó, chống gãy khá đẹp luôn. Con này thì số học trò, dễ đeo nó, đeo dễ nhìn giờ. Đây, thấy chưa? Con này tay 16, 17 đeo cũng được đó nha. Tay 16 này đeo cũng không có bị to lắm đâu.
đó, 16, 17, 18 thì đều được hết, rất đẹp luôn. Rồi con này hôm nay để cho anh em mình giá là 700 nha. Một con hàng khá là chất lượng đó, Titan Radio Control Wave thương hiệu Seiko, là thương hiệu lớn rồi, thương hiệu top 1 Nhật Bản rồi. Bỏ Titan, dòng Radio Control Wave, dòng này cũng khá là mắc tiền nha nè. Ở trong miền Bắc thì so với Việt Nam thôi, chứ so với nước ngoài thì nó bình dân thôi. Nên nhiều khi mà em nói hàng mắc tiền thì anh em mắc bẻ thì cũng đúng, tại vì so với Việt Nam thì nó mắc, chứ so với nước ngoài nó bình dân mà, nên anh em hiểu sao cũng được. 2, 4, 6, 7. Rồi con này mà 67 bán cho anh em 700 luôn đi, rồi nhanh gọn, khỏi lời khỏi lãi gì luôn. Rồi mã số 8. Số 8 còn con này nè, lên cho anh em mình chơi con này. Casio, con này còn hộp nha. Còn hộp nhưng mà giấy tờ không có đâu. Ở dưới dưới này có sổ này, không biết cái sổ gì đây. Nó còn nó lót cái này nè, cậy không lên. Thôi anh em phải quan tâm cái sổ sách gì đi. Tại vì con này cũng em bán cũng có mấy trăm ngàn thôi. Sổ sách có không có quan trọng, về nó cũng nhiều đó. Anh em khỏi cậy lên nha anh em. Đó, con này nó còn hộp. Pin thôi, con này pin thôi. Tại vì dòng Casio thì nó không có cơ nha. Nhưng con này đang hết pin nè. Con này để lâu nó hết pin nè anh em. Để tí em thay pin lại nha. Rồi con này nó đang hết pin nha, tí nữa em sẽ thay pin rồi em giao cho anh em sau nha. Trước khi giao hàng cho anh em là em thay pin nha. Dòng điện xoay nha anh em. Con này dòng điện xoay nè, nhưng mà nó hơi rít. Tại vì là con này thuộc dạng là để lâu rồi đó. Đó, để lâu rồi không sử dụng nên cái niềm nó hơi cứng, anh em chịu khó về xoay liên tục đi. Anh em về, đó, bắt đầu nó nhẹ lại rồi nè, đó, thấy chưa? Đó, nó nhẹ lại nè. Anh em cứ xoay liên tục đi cho nó nhả ra. Tại vì để lâu rồi á, cái gì mà lâu không sử dụng thì nó cũng sẽ cứng thôi. Đó. Hôm nay anh chạy lên nó chạy lại nè. Có thể là pin yếu á, pin yếu hoặc là pin em sẽ thay pin mới cho anh em nha. Con này thì chấm nước 300m nha anh em. Con này chấm nước 300m, đít của nó là đít cá kiếm. Đó, đít cá kiếm. Con này hàng Japan nha, Mắc in Japan nha, hàng nội địa nha. Dây cao su, dòng này là dòng lặng nha anh em. Size của nó là size 37, size 375, không có to lắm. 37 thôi. Khỏi 5 đi. Đây, dòng đặc trưng của dòng lặng thì núm của nó sẽ là núm cổ chai. Thiết kế gấp 4 giờ. Đó. Size 37, dây thì dây cao su. Đây, dây Casio này. Đó. Anh em thấy không? Đó, Casio Japan, nói chung con này cũng khá là mới luôn. Còn hộp luôn, khá là mới. Con này mua làm quà tặng cũng được, tại vì nó còn hộp luôn. Dòng lặng thì nó sẽ mắc tiền hơn cái những cái dòng Casio bình thường. Con này size rất là dễ đeo nha. Em thấy không? Size khá là dễ đeo nè, tay 17, 18 gì 16, 17, 18 gì đeo được hết nha. Đó. Mấy con này thì dành cho những anh em nào mà tiếp xúc nước nhiều á thì đeo mấy con này. Casio thì anh em biết rồi, nói chung là giá trị không cao. Hàng Casio thì những cái con nào mà cao tiền nhất của nó chắc cũng tầm khoảng 20-30 triệu thôi. Đó là cao tiền nhất của Casio, còn trung bình của nó chỉ có tầm khoảng vài triệu con. Giá trị nó không có cao lắm. Nhưng mà Casio được nổi tiếng là nồi đồng khối đá. Đó, nó nổi tiếng trong cái vấn đề là nồi đồng khối đá xài cực kỳ bền. Casio được quá nổi tiếng với người Việt mình rồi, ngon bộ rẻ chất lượng. Rồi con này bán số 8, con này bán 600 nha. Số 8. 6 xị. Dòng chấm nước 300m. Mấy con này cũng khá hiếm nha nè. Còn hộp này đỏ luôn nha. Đó. Hộp luôn nha, nó mới. Đây, bỏ vô lại vô hộp đây. Anh em mua về làm quà tặng cũng được. Nhìn hộp vô nó sang trọng hơn. Rồi. Tiếp theo mã số 9. Số 9 lên cho anh em mình con này. Con này là của Citizen nha. Dòng Atessa. Đó, con này dòng Atessa của Citizen.
này sao cái nó nhảy cái kim phúc nó giật giật cái ta kỹ ta, bởi vì mình giật cả tân người ta lỏng kim hay là bị kẹt kim ta, sao giật cả tân người ta. Con này cũng khá đẹp nha nè. Con này cũng đang chạy đúng giờ luôn nè, mà sao cái kim mới cầm lên nó bị giật cả tân ra. Con này cũng chỉnh giờ rồi nè, đó, 10:36 nè. Thấy chưa? 10:36 nè. Đang chạy đúng ngày đúng giờ á, mà sao cái kim nó giật cả tân rồi trời. Con này dây titan nha nè. Titanium toàn thân nè, dòng ETSA titanium toàn thân. Nhiều tính năng, anh em nhìn nè. Chronograph nè, báo thức nè, lịch nè, tùm lum tà la nè, anh em chỉnh chuyển chế độ chuyển như này. Đó, chuyển chế độ chuyển như này nè, đó nó tự quay nè, đó, chuyển chế độ nè, thấy chưa? Đó, nó tự quay nè. Thời gian nè, đó nó tự trả về nè. Đó, mình chuyển chế độ như này nha. Còn lịch ngày thì nói chung anh em về mò đi, con này làm chỉnh giờ chỉnh ngày hết rồi đó, về với việc dùng thôi. Ủa sao giờ hết giật rồi, bấm nó quay quay hết giật rồi. Mấy ông nội này cũng mệt thiệt chứ. Size là size 38 nha nè. Con này size 38 dây còn rất rộng, khỏi lo về dây. Đó, dòng full titanium ATSA cũng là dòng cao cấp của Citizen. Rất là nhiều tính năng, độc lạ. Titanium, mấy con này thì anh em làm môi trường từ tính cao, nước non này nọ, không có sợ sét hay không có sợ nhiễm từ hết nha. Đó, nói chung là hàng gọi là cũng là hàng cao tiền, nhưng mà nhờ tính vào nó là nồi đồng cối đá đi. Con này hôm nay em để cho anh em mình thôi sale rẻ cho luôn cho anh em mình đi. Sale luôn nha anh em. Con này giá sale là 700 nè. Mã số 9. Mã số 9 nè. 700.000 nè. Trời ơi. Này chỉ có gọi là lỗ xúc quần thôi chứ lời lãi gì đâu trời. Anh em lên Google check giá dòng ATSA là anh em biết. Citizen Titanium ATSA thì nó sẽ ra. Rồi tiếp theo mã số 10. Số 10 là SK nha nè. Còn con này nữa. Con này dây linh kiện nha. Con này dây linh kiện em thay dây mọc. Đó, dây linh kiện. Con này dòng cũng đời xưa rồi, đời năm 80, còn năm 80. Mũi rất đẹp, mặt thì còn rất đẹp tại vì nó chưa có vô nước. Mấy dòng này nó cũng chống nước khá là ok đó. Nội địa Nhật, thứ là chữ Nhật nè. Đó, thứ chữ Nhật, dòng nội địa Nhật. Mặt mũi rất sáng sủa, rất đẹp trai luôn. Dòng này nó chống nước cũng khá tốt nha nè. SK ngày xưa nó nổi tiếng về vấn đề là bền bỉ, chống nước ok. Dây là dây linh kiện. Đây, đít của nó đây. Nói chung là hơi cũ kỹ một xíu, tại vì chưa có spa đánh bóng gì hết. Căng móc còn để nguyên luôn nè, đó. Đây có một vết cắn nhẹ, còn lại là ok, chạy ok nghiêm chỉnh. SK khá là to như này. Dây thêm mới nên dây nó còn rộng còn nguyên luôn, về anh em tự cắt dây thêm nha. Con này thì tình trạng nó hơi cắn hơn tí mấy con trước thì giá nó sẽ mềm hơn tí nha. Đây có một vết cắn nè. Còn lại thì mặt mũi máy móc là ok nha, chạy rất ngon lành, size của nó size 42. Dòng SK là nó quá nổi tiếng rồi, quá nổi tiếng về cái độ bền bỉ, nồi đồng cối đá rồi. Đó, em soi rõ cho anh em là góc cạnh là lỗi rồi đó. Bên này thì ok nè. Đó. Chỗ này chỉ có một vết cắn cái này thôi. Chỗ này nếu như chịu khó spa thì chắc hết đó. Mà thôi, cứ để giữ nguyên như vậy đi. Tại vì hàng cũ mà. Hàng cũ mà đi spa dữ quá rồi nó nhìn nó bóng bẩy nó như mới, có công giao đồ giả nữa. Rồi, ok. Con này để cho anh em mình, con này nó hơi như thế này thì bán cho anh em mình 1.6 đi. 1.6 nha anh em, chốt nha. Mã số 9, mã số 10. Đi đây đi. Mã số 10 nè, 1.6 nè, đó. Mấy con trước thì nó đẹp hơn, thì giá nó nhích hơn. Con này thì nó cắn tí. Đó, nó cắn tí nó không có được hoàn hảo lắm. Thì
giá nó mềm hơn tí, nói chung là tiền nào của đấy thôi nè. Còn mặt mũi như thế này thì quá đẹp rồi, không có gì để chê. Dây em muốn thay mới dây linh kiện đó. Còn anh em nào mà kén quá muốn đòi hỏi mà mới hơn nữa thì anh em mua đồ mới cho rồi, chứ hàng mà đồ cũ đồ qua đã qua sử dụng mà như thế này là quá ok rồi nè. Giá cũng đâu có mắc đâu. Em này em thấy em bán giá hợp lý á, mà biết nhiều sao nhiều anh em cứ nhảy vào cứ bảo là cắt rẻ hay là mấy anh cũng mua bán, là mấy anh vô đây mấy anh chọn mấy anh phá không biết nữa. Cái giá em bán như thế này thôi chứ còn đòi hỏi gì nữa trời. Không lẽ đi mua bán rồi xong mua về bán lỗ lên để làm từ thiện đúng không anh em? Phải cho ví dụ như mấy con này là gần như là em bán không có lời luôn á, còn cái nào mình lời thì cũng cho em lời đô 300 chứ, thì mới có động lực mà mua bán nữa chứ. Chứ mà mua về xong rồi toàn đi bán lỗ không là chết em luôn. Mấy anh cứ muốn hơn muốn khôn hơn người khác thì đâu có được. Nói chung là cuộc sống thì nó có qua có lại thôi đó, em cũng nói rõ ràng. Anh nào nhắm mà chơi được thì mình chơi bền với nhau. Hàng em có bảo hành đầy đủ, quay đầu đầy đủ hết. Rồi tiếp theo lên cho anh em con này nè, Seiko 5 đó. Thì em nói chung em cũng không có dạy dỗ dài hết cách sống nè, em chỉ có tâm sự thế thôi chứ em không có dạy dỗ dài hết nha. Đừng có nói em chị đời bất công suy nghĩ linh tinh là tội em. Nói chung là cuộc sống gọi là có qua có lại thôi, mình sống là cộng sinh với nhau đó. Em có mang đến lợi ích cho anh em, anh em cũng có mang đến lợi ích cho em. Nói chung là mình có qua có lại như thế là nó bền bỉ, anh em mình ở với nhau nó lâu dài. Dù em mang đến cho anh em là hàng tốt, giá trị tốt, hàng thật, hàng tốt, giá trị thật và giá nó rẻ hơn giá mới. nó tiết kiệm cho anh em được rất là nhiều tiền đó. Thì cái thứ mà em mang đến cho anh em cái giá trị nó là như vậy. Còn anh em cũng mang đến giá trị cho em là ví dụ như em bán cái đồng hồ này thì cũng lời được đô 300.000 đó. Mọi người đều có qua có lại hết, vui vẻ đôi bên, không ai thiệt hại cho ai hết là ok. Rồi tiếp theo lên cho anh em mình con này Seiko size 40 nè. Con này không đo núm nha, nếu như con này đo núm chắc lên 42 quá. Con này nó hơi phình á, con này 41 nha, đo núm luôn 41 trừ núm ra 39 đi, núm 2 ly rưỡi, 3 ly, 39, 38 gì đó. Dòng này là dòng Seiko Sport nha nè, trong nước 100m, mặt này mặt xanh đen. Con này bộ kim nó dạ quang rất là sáng luôn, cho anh em coi nè. Thấy chưa, con này dạ quang rất là sáng luôn nha, tại vì đủ sáng vào tối nó mới sáng là được đó. Đẹp chưa, dây khó zin, mấy con này máy lớn nha nè, máy 7S36 đó, dòng máy lớn 7S36 lỗ cơ. Trong dòng này thì nó cũng nổi tiếng rồi, hầu như anh em chơi đời sau này anh em đều biết cái dòng này đó, rất là đẹp luôn. Size này thì sẽ phù hợp với tay khoảng 17-18 16 cũng được, 16-17-18 đi đeo cũng được nha anh em. Nhìn nè, tay em đeo cũng đẹp luôn á, chứ không đến nỗi nhỏ nha, không đến nỗi to nha. Tay 16-17 đi, tay 16-17. Ồ, con này lên tay em cũng rất khá đẹp luôn nè anh em, 16-17 nha. Ok, chốt dây thì cũng đủ tay 17 trở lại thôi thì chốt cho nó cái size tay là 16-17. Rồi con này hôm nay cũng để cho anh em mình cái giá tốt luôn nha, giá siêu tốt. Con này rất mới nha anh em, mới chứ tầm phải 90% á, rất là mới luôn. Con này đi vệ sinh sơ qua tí nữa là mới len keng luôn á. Mặt mũi xanh trưng, kiếm một vết lỗi kiếm ra luôn. Rồi con này mã số 11, con này mã 11, con này bán cho anh em 1.6 đi. Đó. Mấy con này anh em chơi chán quay đầu cũng không có lỗi nhiều đâu, em có chính sách quay đầu hết, anh em cứ đeo chán đi, quay đầu đây em thu hết. Rồi ok, mà anh em cũng khuyên thật anh em nha, anh em mua bán ở đâu cũng được, mua ở đâu cũng được, giá cả mắc rẻ thế nào em không biết, nhưng mà anh em nên chọn những cái chỗ mà thực ra có chính sách quay đầu anh em mua. Không nhất thiết là mua bên em, mua bên nào cũng được, có chính sách quay đầu thì hãy mua nha.
không phải là mình mua không phải là mục đích để mình về mình bán lại, mà chính sách quay đầu để làm gì, để nó đảm bảo cái quyền lợi cho anh em thôi, để đảm bảo là hàng nó có giá trị. Rồi sau này ví dụ như mà sơ lỡ anh em có cần tiền gấp, anh em quay đầu lại vẫn được. Em thấy rất là nhiều anh em mua hàng ở đâu linh tinh mua ở đâu xong cứ quay tới đây bán cho em, mua ở đâu rồi sao mua chỗ nào không biết là cứ quay qua bán cho em. Xem hỏi sao bên kia không quay đầu đi, mua đâu thì quay đầu ở đó đi, cứ quay đây qua đây bán cho em rồi xong đổi thế này thế kia, nói chung là rất là mệt nha anh em đó. Anh em mua ở đâu quay đầu bên đó cho nó tiện, em cũng có chính sách quay đầu thì em cũng nói rõ anh em như vậy đi đó. Mình mua ở đâu thì mình quay đầu bên đó nó tiện hơn, tại vì hàng hóa người ta là em cũng đâu có biết hàng như thế nào đâu. Hàng của em thì em biết thì em dám quay đầu cho anh em mình, còn hàng anh em mua chỗ người khác thì em đâu có biết nó như thế nào, mà anh em ở xa không à, chứ đâu phải ở gần mà tới đem tới trực tiếp thì không nói, toàn ở xa không. Bảo em quay đầu sao mà em mua thu giùm anh, sao em dám thu được. Rồi tiếp theo lên cho anh em mình con này Seiko LM Lapatit, con này mặt lụa cặp la mã, con này dính hết toàn bộ nha anh em, dính hết toàn bộ, dây thì đủ tay 16 năm. Anh em nào tay rộng thì có thể thay dây da nha, size 36. Con này nó có một cái chấm ở chỗ này nè, nó có một cái chấm dưới này thôi, nó đen dưới này thôi đó, nó bị cháy là bị gì đó hay là bị rớt dầu, nó lan long dưới này, thành ra là nó bị bán không được. Không lẽ bây giờ em đi vẽ lại thôi, cái mặt này đâu còn đẹp nữa. Mặt sơ lụa đẹp như này mà đi đấy, anh em thấy không, mặt sơ lụa đẹp như này bây giờ đi vẽ ra nữa thì nó sẽ hết cái chỗ này, nhưng mà nó bị mất cái sơ lụa, nó không còn đẹp nữa nên không thể nào đi vẽ được. Thôi bây giờ chấp nhận ai chơi thì em bán rẻ cho chơi anh em chơi, con này em bán 1,2 triệu nha, dây dinh hết, dây gạo rất đẹp luôn, đẹp như này bán 1,2 triệu cũng đau lòng lắm á. Bây giờ binh hết ra rồi, em tính đi, ví dụ như con này mình đi vẽ lại thì đâu có được, để đầu đi xử lý cho chỗ này nè, xử lý chỗ này thì chỉ có cách là vẽ full thôi. Vẽ full thì cái số lũ này nó còn như đâu mà đẹp nữa, mất giá trị đồng hồ. Thôi vẽ lại mất giá trị lắm, bán 1,2 triệu cho anh em mình chơi nha. 11, 12 mã 12 bán 1,2 triệu luôn, mã 12 nè bán 1,2 triệu luôn. Thì nó chung tiền nào của đấy nha anh em đó, nó có lỗi thì nó có giá 1,2 triệu, chấm tí này tí thôi thì nó có giá 1,2 triệu, còn con này đẹp len keng luôn, không lỗi luôn thì 1,5 triệu chưa chắc em đã bán nữa đó. Nói chung là tiền nào của đó, nên anh em so sánh nó cũng hơi khó nha. Rồi tiếp theo mã 13 có con Rado 41G nè, con này dòng Greenhouse Rado, giờ như kén người chơi ta, thấy như hơi anh em hơi kén rồi đó. Giá là tụt quần luôn á, con này size 35 nha anh em. Đó, size 35. Trời, nam tay nhỏ đeo con này lên là quá đẹp, quá sang luôn. Trời. Vừa cổ điển vừa sang trọng nữa, Rado. Con này tay 16 năm trở lại nha. Tay 17 là hơi cứng á, tay 16 năm trở lại đeo con này ok nè. Nam tay nhỏ thôi, tại vì đồ cổ thì cũng không cần phải đeo to lắm. Dòng Rado Greenhouse là cán ngựa xanh á, 41G. Đó, con này mặt zin toàn bộ luôn nha. Nhưng mà mặt của nó hơi lên dầu nè, nó có lên dầu nhẹ nè, đó. Nói chung xử lý lại thì vẫn xử lý được, nhưng mà xử lý xong thì nó mất hết mấy cái vẻ cổ điển, với lại nó tăng cái giá tiền lên thêm thì sợ anh em la làng lên thôi. Chứ đồ đạc nói chung thứ gì em cũng xử lý được hết đó. Xong xử lý xong là giá nó đội lên anh em la làng thôi. Bây giờ bán giá rẻ anh em còn không mua, đúng không? Xong xử lý lại mới len keng, nó đẹp lên len keng xong anh em la làng. Khổ lắm. Đây, nấm của nó đây, nấm chữ R này, dòng này nấm chữ R cho anh em. Đít cho nó đây. Máy con này thì cực đẹp rồi, máy không có chỗ chê. Để mở máy cho anh em coi nè. Thì em mở luôn. Đây, con này mở máy cho anh em coi trên này nè, thấy chưa, thấy máy chưa, máy vàng ươm luôn,
búa vàng, máy trắng búa vàng, sạch sẽ đẹp đẽ đó. Máy nó phải cỡ đây nè anh em, bán cái máy cỡ đây nè chứ không có bán mà mấy cái máy linh ta linh tinh nha anh em. Không biết đường, không biết đường coi máy là nhìn máy không ra là dễ bị luộc lắm á, dễ bị lừa lắm. Đó, nói chung là anh em mua bán thì cứ tìm chỗ nào mà tin tưởng mình mua thôi. Tại vì thực tế mà nói á, không phải là em chê anh em hay gì hết, nhưng mà cái vấn đề chung ở Việt Nam mình á, chỉ có tầm khoảng 10% dân số thôi, cái này em nói thiệt, chỉ có tầm khoảng 10% dân số là biết nhìn về đồng hồ thôi, không tới nữa. Nhiều khi mà để anh em mà phân biệt được một con hàng thiệt hàng giả, không tới 10% dân số đâu, chắc tầm khoảng 1-2% gì đó thôi, ít lắm. Con này chưa lên giá. Rồi, con này để cho anh em mình giá 3 triệu nha. Rồi, giá này là không fix thêm được một nghìn nào nữa nha nè. Giá này quá lỗ rồi. Mã 13, 3 triệu. Mã 13. Đó. 370. Rado 41G. Đó, Rado 41G 3 triệu. Trời ơi, tầm 3 triệu mà năm ngoái anh em đụng tới mấy cái con 30G anh em đụng không được nữa. 25G anh em R cũng lên nữa. Mấy dòng Grand á, mấy dòng cá ngựa, hai con cá ngựa. Dòng Grand hay là dòng Golden. Đó. Nếu như mình năm ngoái thì tầm 3 triệu anh em đụng mấy con 30G anh em đụng không được. Đừng nói chi mà 41G mà giá 3 triệu như thế này. Lỗ tục quần luôn á. Rồi, tiếp theo. Em còn con này. Romanette. Con này là dòng nội địa của Nhật anh em. Con này của Oren, dòng nội địa của Nhật. Đó. Con này lộ cơ nè, máy Oren nè. Trong góc này nó có đóng Oren ở trong này nè, đó, máy của Oren. Dòng nội địa của Nhật. Made in Japan. Đó, thấy chưa? Con này mặt đen. Thiết kế kim cặp và răng cá mập, một lịch thứ gấp 12 giờ. Lịch ngày gấp 3 giờ, size khoảng 38. Đúng rồi, size 38 nha. Đó, con này thì tay tầm khoảng hai lớp tay 17 nha nè. Tay 17 trở lại. Size 38 thì nó cũng không có to lắm. Nên tay 17 trở lại là vừa vặn với đồng hồ luôn, nó hợp lý luôn. Đó, máy móc thì đã căn chỉnh hết rồi, chạy con này chạy cực chuẩn nha, từ có cũng rất là lâu. Đó, rất là đẹp luôn, dòng đồ địa của Nhật. Bởi lan can nha nè, chỉ có con này có cái dây nó giới hạn tay 17 trở lại. Rồi, con này bán 1 triệu 9 nha. Mã 14. 14, 1,9. Con này đeo rất là sang nha. Đó. Đúng chưa? Mã 14 1 triệu 9. Đúng rồi, này mã 13 tới mã 14. Rồi, tiếp theo lên cho anh em mình con này, mã 15. Con này Seiko LM 23G, con này vàng rất đẹp nha anh em. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Oh my god. Anh em thấy chưa? Oh yeah. Quá đẹp. Đó, mặt mũi cũng sáng trưng luôn. Kim cặp cực sáng, còn lướt qua ánh sáng thôi là vàng chói mắt luôn. Đẹp thế nhờ. Anh em thấy đẹp không? Chứ con này là em nhìn là em chịu không nổi rồi đó. Quá đẹp luôn nha. Đó, mặt trắng tia. Kim cọc vàng nổi lên, nó nổi bật lên, quá đẹp. Mà từ quá đẹp cũng chưa xứng đáng nữa, phải nói là từ siêu đẹp. Mà giá ngon. Size 36 nha em. Đó, size 36. Con này dây khói linh kiện thấy mới nha. Đây, đích của nó đây. Đó. Đích cũng đẹp luôn nha. Cũng không có trầy tróc được nhiều nha. Đó. Cái này là quá đẹp rồi. Tại vì LM nó cũng sản xuất lâu rồi chứ không phải là mới đây nữa. Mà tình trạng nó cỡ như này là quá đẹp rồi.
Thôi anh em đừng có chơi kén nữa. Cỡ này mà anh em còn chơi còn kén nữa thì chắc mua đồ mới thôi. Cái đồ xưa, đồ vintage, đồ cổ điển 5-70 năm rồi mà đòi gì nữa. Em không biết đòi hỏi gì hơn nữa. Rồi 1,5 triệu nha anh em. Con này mã 15. Mã 15 bán 1,5 triệu luôn. Đợi lâu lâu có con LM đẹp, con LM vàng đẹp như thế này. Wow, quá đẹp quá đẹp. Rồi máy móc thì căng chỉnh hết rồi nha anh em. Em căng bằng máy á. Anh em cứ yên tâm mà chơi. Rồi tiếp theo mã 16. 16 là con Oren nha, 27G. Con này cũng thuộc dạng hàng xưa nha anh em. Đó, 27G, con này mặt xanh. Trời mặt tính tí nha. Đó, con này mặt xanh nha. Xanh này xanh gì ta? Đó, con này xanh này rất đẹp luôn. Dây cũng đang lên cho nó bộ dây phù hợp với cái mặt luôn. Ừ. Đó, đẹp chưa? Con này thì tay 16, 17 là ok nha. Tay 16, 17, dây khó thì mới. Đây, đứt tụi nó đây. Orange. Đó. Uy tín chưa? Mặt rất đẹp, không có, một tí lỗi. Em chỉnh lịch cho anh em coi nè. Xoay lịch 24 giờ coi. Đó, lịch 24 giờ nè. Nói chung dòng đồ điện nhặt lên thứ nó chữ nhặt. Đó, anh em bỏ vào thứ cũng được. Đây, ngày thì mình nhắn cái này nha anh em. Nè, 17 đúng không? 18, đó, lịch này là chỉnh lịch ngày. Còn thứ thì khỏi chỉnh cũng được. Tại vì thứ nó chữ nhặt anh em nhìn vô không chạy biết thứ mấy đâu. Coi ngày được rồi. Khỏi phức tạp khó vấn đề lên. Size 36 nha nè, đó size 36. Cơ tự động. Rất đẹp luôn. Rồi con này hôm nay em sale cho anh em mình luôn nha. Con này em sale cho anh em mình luôn. 27G. Mặt xanh quá đẹp nè, mặt xanh tì quá đẹp luôn. Đẹp thế nhờ. Đẹp thật luôn ấy. Rồi giá 1,2 triệu nha. Mã 16. Đó, 16 nè. Để trên mặt đi. 16. Giá 1,2. Đó, giá sale cực rẻ luôn anh em. Mấy con Orange đời mới nhiều khi thử khó cho mấy con đời xưa. Mấy con đời mới mấy 21G cơ mà. Chứ mấy con đời xưa mới có mấy 27G. Rồi cuối cùng là mã này. Cuối cùng là con mã 17 là con Citizen. Con này mấy pin nha nè. Citizen mấy pin. Nhưng mà con này mặt rất đẹp nha. Anh em nhìn cái mặt nó nè. Đó. Form đi bay. Form này là form đi bay. Mặt có viền vàng rất đẹp. Đó mặt nó vẽ cái kiểu gì mà nó ra cái ti ti nè. Anh em lướt qua ánh sáng nè. Nó hiện cái ti lên gần sóng lên rất đẹp nha. Citizen. Size là size 39 nha. Đó size 39. Dây khó thêm mới. Trời con này bán có 600 ngàn. Không lời lãi luôn. Giờ không lấy lên fit nữa. Thôi con này giờ bán 500 đi. Bỏ giá 600. Rồi bán 500 mã 17. Đó, giá này anh em không mua nữa thì thôi chứ gì sao. Rồi em kết thúc clip ở đây nha anh em. Anh em mua hàng anh em liên hệ cho em 0933 572181. Tất cả thông tin mua bán em cứ để phần mô tả phần bình luận nha. Rồi em xin chào tất cả anh em. Hẹn gặp lại clip sau nha.